Để tiếp nối cái chủ đề định luật Stolenser bài tập. Như vậy là phần thứ nhất là các em đã nắm bắt được nội dung của định luật, công thức của định luật và những cái ví dụ. Chúng ta sang cái phần bài tập vận dụng. Trong cái bài tập vận dụng định luật Stolen thì đầu tiên thầy sẽ chia sẻ với mấy em hai bài tập trong sách giáo khoa. Bài số 1. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R bằng 8 ohm và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 2,5 ampere. Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong một giây. Câu B. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule trên kg K. Ở câu C, mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ, tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện trong 30 ngày. Nếu 1 kWh là 700 đồng. Thì cái bài tập này, thứ nhất là các em phải biết cách vận dụng định luật Stolen ở câu A và câu B. Và trong câu B thì liên quan đến công thức về hiệu suất trong bài điện năng công của dòng điện thì các em đã học cái công thức về hiệu suất. Và ở câu C tiếp nối với cái phần điện năng, ta biết cách tính tiền điện phải trả. Phần tóm tắt thì ta chú ý thể tích nước để đun sôi là 1,5 lít là V. Thì khi các em tóm tắt thì các em có thể suy ra khối lượng của nước là 1,5 kg. Nhiệt độ ban đầu là 25 độ C và đun sôi nước thì ta biết nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Như vậy T2 là 100 độ C thì ta có thể tóm tắt là delta T bằng 100 trừ 55 bằng 75 độ C. Thời gian đun là 20 phút là 1.200 giây. Thì ở câu C là tính tiền điện phải trả nếu sử dụng bếp điện này 3 giờ mỗi ngày. Như vậy cái thời gian 3 giờ là thời gian để mà ta đi tính tiền điện trong một tháng. Nó khác với thời gian đun sôi nước. Ta chú ý. Đây, thì bắt đầu câu A. Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong một giây. Thì câu này ta chỉ áp dụng công thức Q bằng Y bình RT. Có Y, có R và có T. Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong một giây. Đó là một trường hợp đặc biệt. Thì nó liên quan đến cái khái niệm, cái định nghĩa về công suất. Ở trong cái bài trước, định nghĩa công suất điện là bằng tích hiệu điện thế và cường độ dòng điện, tức là T bằng U nhân I. Ngoài ra, ta có thể hiểu công suất điện được xác định bằng công dòng điện sinh ra trong một giây. Công thức T bằng A chia T. Như vậy ở đây, điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Như vậy nhiệt lượng bếp tỏa ra trong một giây cũng giống như là công dòng điện sinh ra trong một giây. Và nhiệt lượng bếp tỏa ra trong một giây chính là công suất tiêu thụ của bếp. Q bằng P bằng 500W. Và sở dĩ ta đưa về cái công suất để các em khi mà các em làm cái câu C thì ta sử dụng công thức nó dễ hơn. Ta sẽ câu B. Tính hiệu suất của bếp. Thì trước hết, ta đi tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Và cái nhiệt lượng này chính là nhiệt lượng cung cấp. Và ngay từ đầu bài, trong cái bài nội dung định luật Stolenser thì có nhắc lại về cái công thức của lớp 8.
Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức Q bằng MC delta T. Như vậy ta gọi cái nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là Q1 MC delta T. Ta thay M là 1,5 kg, C là 4.200 và delta T bằng 75 độ C. Thay vào đây, em tính được nhiệt lượng Q1. Bước kế tiếp là ta đi tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút. Thì công thức để ta tính là nếu theo công thức rồi xuân lên thì là Q bằng Y bình RT. Như vậy lúc này cái T mà mình sử dụng là 20 phút chứ không phải là 1 giây. Nhưng mà thay vì ta dùng Q bằng Y bình RT thì ta chuyển sang Y bình nhân cho R chính là T. Như vậy Q tỏa bằng P nhân T. P thì ta đã biết được đó là công suất của bếp. T là thời gian đun sôi. Như vậy nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút bằng 600.000 joule. Hiệu suất của bếp. Công thức hiệu suất ở bài trước H bằng AI chia cho A. Trong đó AI là phần năng lượng có ích, A là điện năng. Thì đối với bài tập về đun sôi nước, AI là phần năng lượng có ích thì tương ứng với nhiệt lượng có ích. Ở đây người ta đã cho biết nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích. Như vậy ta thay cái AI là Q1. A là điện năng tiêu thụ của bếp. Điện năng này được chuyển hóa thành nhiệt năng. Như vậy ta thay cái A bằng Q. Và em thay số vào, ta tính được hiệu suất bằng 0,7875. Và tính theo phần trăm thì em bấm cái tính, em nhân 100 thì kết quả là 78,75%. Và câu C, muốn tính tiền điện thì ta nhớ lại cái bài trước. Người ta cho biết là 1 kWh là 700 đồng. Như vậy muốn tính số tiền điện phải trả thì ta phải tính được số kWh. Và số kWh ở đây chính là điện năng. Điện năng tính theo đơn vị kWh. Như vậy ta sẽ tính được điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng. A bằng T nhân T. Và tính theo kWh giờ, như vậy là 500W kèm phải đổi là kW. Thời gian là 3 giờ mỗi ngày và trong một tháng là 30 ngày. Như 3 nhân cho 30. Kết quả là 45 kWh giờ. Và số tiền điện phải trả là T bằng 45 nhân cho 700. 31.500 đồng. Như vậy ta ở câu C ở bài này thì ta ôn lại về cách tính tiền điện, tính điện năng theo đơn vị kWh. Thì đó là nội dung của bài số 1. Thì qua cái bài này ta thấy ở câu B là người ta có tính đến phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường. Người ta tính đến cái nhiệt lượng hao phí. Cho nên khi ta đi tính cái nhiệt lượng tỏa ra của bếp này, nó đến 600.000 joule. Trong khi cái nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước chỉ có 472.500 joule. Như vậy cái phần dư ra chính là cái phần nhiệt lượng hao phí. Cái phần nhiệt lượng làm cho môi trường xung quanh nóng lên. Cho nên cái hiệu suất ta phải tính. Và cái hiệu suất này không đạt được 100%. Hiệu suất mà đạt được 100% là khi nào? Khi toàn bộ cái nhiệt lượng quy này, nhiệt lượng tỏa ra của bếp bằng nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước. Thì đó là cái dạng câu C5 ở trong sách giáo khoa, trong bài định luật Schrödinger. Bài này thì nó hơi khác cái chỗ là tính thêm cái phần hiệu suất. Em qua bài số 2. Một ấm điện 220V 1000W
được sử dụng với dòng điện thế 220V để đun sôi hai lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20 độ C. Hiệu suất của ấm là 90%. Trong đó, nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là cội. Câu A, tính nhiệt lượng cung cấp. Câu B, tính nhiệt lượng ấm điện đã tỏa ra. Và câu C, tính thời gian đun sôi lượng nước trên. Cách tóm tắt thì cũng giống như bài trước. Từ thể tích ta suy ra khối lượng và ta suy ra được cái độ tăng nhiệt độ từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C đun đến lúc nó sôi lên. Như vậy độ tăng nhiệt độ là 80 độ C. Ở bài này nó khác với bài trước là người ta cho mình biết hiệu suất của ấm là 90%. À, như vậy nếu biết hiệu suất thì các em đổi ra số thập phân là 0,9. Em dễ làm hơn. Câu A, tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên. Thì câu này ta chỉ áp dụng công thức Q1 bằng MC delta T. Đúng như bài trước. Câu B, tính nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi đó. Thì ở bài trước là người ta cho mình biết thời gian đun sôi. Cho nên mình tính nhiệt lượng được bằng công thức Q bằng T nhân T. À, nhưng bài này, thời gian đun sôi, người ta hỏi mình ở câu C. À, như vậy ta phải tính nhiệt lượng ấm tỏa ra bằng công thức khác. À, thì ở đây các em thấy đề bài người ta cho biết hiệu suất là 90%. Như vậy ta dựa vào công thức hiệu suất để ta tính nhiệt lượng bếp tỏa ra. H bằng Q1 chia Q. Như vậy nhiệt lượng tỏa ra là Q bằng Q1 chia cho H. Thì xấp xỉ 747.000 joule. À, đến đây có Q tỏa, có công suất tiêu thụ của bếp thì ta sẽ tìm được thời gian đun sôi. Nhưng trước khi các em tìm cái thời gian đun sôi thì ta phải xác định công suất tiêu thụ của bếp bằng bao nhiêu watt. À, thì ở bài trước thầy đã lưu ý các em nếu bếp được sử dụng ở hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức thì công suất tiêu thụ của bếp bằng công suất định mức. À, như vậy ta ghi cái điều kiện đó ra. Vì U bằng U định mức suy ra P bằng 1.000 W. À, như vậy có P, có Q thì ta tính được thời gian đun sôi nước. Q bằng T nhân T suy ra T bằng 747 giây. Như vậy cái khác ở bài 2 và bài 1 là cái khác. Người ta cho hiệu suất trong khi bài 1 là tính hiệu suất. Tính hiệu suất. Như vậy khi người ta cho hiệu suất thì em chú ý là dựa vào hiệu suất này để ta đi tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp. Như vậy ở bài 1 và bài 2 nó cùng một cái dạng là bếp hoặc là ấm điện tiêu thụ công suất tính nhiệt lượng tỏa ra trên những thiết bị tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Như vậy bài 1, bài 2 thì cho rằng đó là hai bài tập về đun sôi nước. Ngoài ra thì định luật Schrödinger cũng giống như công thức công suất cũng được áp dụng để tính nhiệt lượng tỏa ra của điện trở trong một đoạn mạch. Thì chia sẻ các em bài số 3. Cho đoạn mạch điện gồm hai điện trở R1, R2. Hiệu điện thế là U. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch và nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong thời gian 20 phút ở hai trường hợp. Trường thứ nhất, R1 và R2 mắc nối tiếp. Trường thứ hai, R1 và R2 mắc song song. Thì thầy đưa nhắc lại về hai cái đoạn mạch này để em thấy được mỗi đoạn mạch ta có cách sử dụng công thức công suất và nhiệt lượng tỏa ra khác nhau. Tóm tắt.
Rồi, bây giờ ta xét trường hợp thứ nhất. Đoạn mạch này gồm hai điểm trở mạch nối tiếp. Như vậy tính công suất hay là tính nhiệt lượng thì đều cần phải có cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Phần này thì em đã làm quen rồi. Thì ta tính điểm trở tương đương của đoạn mạch. Kết quả bằng 9 ohm. Có điện trở tương đương, hiệu điện thế đoạn mạch là 13,5V thì ta tính được cường độ dòng điện qua đoạn mạch 0,15A. Rồi, tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch thì lúc này ta thấy công thức mà để áp dụng dễ sử dụng nhất là T bằng U nhân Y. Và Y ta có rồi, U ta có rồi. Như vậy ta tính được công suất tiêu thụ bằng công thức T bằng U nhân Y. À, ta kết quả là 2,025W. Rồi nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong thời gian 20 phút. Tất nhiên 20 phút kèm phải đổi ra giây. Và nhiệt lượng tỏa ra thì trước khi ta tính thì thầy nhắc lại về cái công thức. Định luật Schrödinger áp dụng đối với đoạn mạch hoặc là thiết bị khi có sự biến đổi toàn bộ điện năng sang nhiệt năng. Tức là điện năng A bằng Q là nhiệt lượng tỏa ra. Như vậy khi đi tính nhiệt lượng tỏa ra, không phải các em chỉ sử dụng công thức Y bình RT như bài học, mà mình có thể vận dụng các công thức khác của điện năng để mình tính nhiệt lượng tỏa ra. Thì riêng ở câu A này ta sử dụng Q bằng Y bình RT, tại vì ta đã có Y, có R. Và khi đi tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở nào thì ta chú ý thứ tự nó phải đúng. Nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở Q1 bằng Y bình R1T, tại vì trong đoạn mạch nối tiếp Y có giá trị như nhau. Em thay số và ta tính được Q1 bằng 810 joule. Tương tự Q2 bằng Y bình R2T 1620 joule. Đó là câu A. Ở câu B, khi tính công suất và nhiệt lượng tỏa ra của mỗi điện trở khi hai điện trở mắc song song. Trước hết, để tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong trường hợp mắc song song, nếu ta dùng công thức P bằng U nhân Y thì cường độ dòng điện đi phải là cường độ dòng điện qua mạch chính. Như vậy em phải tính Y1, phải tính Y2, rồi tính Y mạch chính. Do đó, đối với đoạn mạch song song thì em nên chọn sử dụng công thức khác. Đầu tiên, ta đi tính điện trở tương đương của đoạn mạch. R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Điện trở tương đương của đoạn mạch ta có rồi. Hiệu điện thế của đoạn mạch ta có rồi. Như vậy ta sẽ dùng công thức T bằng U bình chia R để đi tính công suất tiêu thụ của cả các đoạn mạch. Như vậy ta không cần phải tìm Y1, Y2 rồi tìm Y mạch chính. Đó. Như vậy là các em thuộc công thức thì các em sẽ sử dụng linh hoạt công thức và các em sẽ làm nhanh hơn. Bước kế tiếp, tính nhiệt lượng tỏa ra của R1, R2 khi mắc song song. Thì thay vì ta dùng Y bình RT thì đối với đoạn mạch song song thì các em có thể tính theo công thức Q bằng U bình chia R1 nhân T. Như vậy ta cũng không cần đi tìm cái Y1 mà các em chuyển sang công thức này thì các em áp dụng ngay điều kiện đề bài cho. Tại vì trong đoạn mạch song song thì U bằng nhau mà ta đã có U rồi, ta chỉ thay đúng thứ tự R1.
kết quả là 7.290 joule. Hoặc là Q2 cũng bằng U bình chia R2 nhân T. Kèm thay số, tính được Q2 bằng 3.645 joule. Như vậy qua hai câu này, em thấy công suất hoặc là nhiệt lượng tỏa ra theo định luật Joule vẫn được áp dụng trong đoạn mạch. Và tùy theo đoạn mạch, em chọn công thức phù hợp để mình tính nhanh hơn, không cần phải qua những cái phép tính trung gian. Hoặc là muốn so sánh nhiệt lượng tỏa ra của mỗi điện trở trong đoạn mạch nối tiếp hoặc trong đoạn mạch song song, thì qua các bài này thầy cũng nhắc em luôn. Muốn so sánh Q1, Q2 thì ta chọn công thức Y bình RT. Tại vì trong công thức này, nếu ta xét cùng thời gian T và Y có giá trị như nhau thì Q tỷ lệ thuận với R. Ví dụ như là ta thấy R2 lớn hơn R1 hai lần thì Q2 cũng lớn hơn Q1 hai lần. Và em thấy kết quả này nó cũng phù hợp. Hoặc đối với đoạn mạch song song thì ta sẽ chọn công thức Q bằng U bình chia R nhân T để ta so sánh Q1, Q2. Lúc này thì Q và R tỷ lệ nghịch. Ta nhìn thứ tự. Q và R tỷ lệ nghịch. Như vậy nếu R2 lớn hơn R1 hai lần thì Q1 sẽ lớn hơn Q2 hai lần. Và kết quả nó cũng phù hợp. Và thầy nói thêm về cách so sánh nhiệt lượng tỏa ra của điện trở trong đoạn mạch nối tiếp, trong đoạn mạch song song. Cách chọn công thức phù hợp. Sau qua một bài khác. Bài số 4. Một bóng đèn sợi đốt có ghi 220V 60W hoạt động bình thường, cho rằng 95% điện năng tiêu thụ của đèn được biến thành nhiệt, tức là chuyển hóa thành nhiệt năng đấy. Tính nhiệt lượng do đèn tỏa ra khi đèn sáng trong thời gian 1 giờ. Và nếu nhiệt lượng này được dùng để cung cấp cho 2 lít nước, thì nhiệt độ của nước tăng thêm là bao nhiêu? Tóm tắt, thì ta chú ý cái câu này. Cho rằng 95% điện năng tiêu thụ của đèn được biến thành nhiệt. Có nghĩa là đối với hoạt động của đèn sợi đốt thì điện năng chuyển hóa một phần sang nhiệt năng và một phần thành năng lượng ánh sáng. Và 95% điện năng được chuyển hóa thành nhiệt. Như vậy phần còn lại là chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng. Như vậy khi em tóm tắt thì 95% A được chuyển hóa thành nhiệt, tức là 95% A bằng Q. Rồi, như vậy muốn tính được cái delta T thì ta phải tính được nhiệt lượng tỏa ra của đèn. Mà muốn tính nhiệt lượng tỏa ra của đèn thì nó lại liên quan đến điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ. Như vậy bước thứ nhất là ta đi tính điện năng tiêu thụ của đèn. Ở đây thì vì đèn hoạt động bình thường nên công suất tiêu thụ của đèn bằng 60W. Và ta tính điện năng A bằng công thức A bằng P nhân T. Tính theo đơn vị joule, thời gian 1 giờ kem đổi ra joule, xin lỗi đổi ra giây. Tính được điện năng tiêu thụ của đèn thì nhiệt lượng tỏa ra của đèn Q bằng 95% A. Ta đổi 95% sang số lượng phần 0,95 nhân cho A thì kết quả là 205.200 joule. Đó là phần điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Đó là nhiệt lượng tỏa ra của đèn. Và trong bài người ta nói
Nếu nhiệt lượng này dùng để cung cấp cho 2 lít nước thì nhiệt độ của nước tăng thêm là bao nhiêu? À, như vậy nhiệt lượng này dùng để cung cấp làm cho 2 lít nước nóng lên, như vậy ta dùng công thức Q bằng MC delta T thì các em sẽ tìm được độ tăng nhiệt độ của nước. Như vậy nước sẽ tăng thêm 24,43 độ C. Và số 5. Một bếp điện có hai điện trở R1, R2. Nếu bếp chỉ dùng điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong 10 phút. Tính thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước trên nếu dùng R2 hoặc dùng R1 nối tiếp R2 hoặc dùng R1 song song R2. À, như vậy cái bài này ta thấy là một cái bếp có hai dây điện trở là R1 và R2. Và cái bếp này có thể sử dụng để đun sôi bằng một dây điện trở hoặc hai dây điện trở nối tiếp nhau hoặc mắc song song nhau. Vậy chắc chắn là thời gian để đun sôi nó sẽ khác nhau. Người ta cho biết nếu dùng dây R1 thì ấm nước sôi trong 10 phút. Vậy nếu dùng R2 thì thời gian là bao lâu? Tương tự ở câu B và câu C, khi R1 nối tiếp R2 hoặc khi R1 song song R2. Ở đây là hiệu điện thế U là không đổi. Trước hết thì ta gọi Q thu là nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước, và ta gọi Q là nhiệt lượng tỏa ra của bếp. Và trong bài này người ta đã nói không có sự mất mát nhiệt, tức là toàn bộ nhiệt lượng bếp tỏa ra chỉ để cung cấp đun sôi nước. Như vậy một cái ý quan trọng em phải nắm được ở bài này là Q bằng Q thu. Điều thứ hai em nhận xét, một cái lượng nước nhất định, tức là trong cùng một cái điều kiện ban đầu, cùng nhiệt độ, cùng thể tích, nhưng mà khi đun sôi cái lượng nước này bằng những cách khác nhau thì có thể thời gian đun sôi nó khác nhau, nhưng cái nhiệt lượng cần thiết để cho nước nó sôi là nó phải không đổi. Thí dụ như thầy nói bây giờ muốn đun sôi 2 lít nước ta cần nhiệt lượng là 1.000 joule, thì cho dù ta dùng một dây R1, ta dùng bếp này ở dây R2 hoặc là dùng R1 nối tiếp R2 hoặc mắc song song với R2 thì nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi cái lượng nước đó cũng là 1.000 joule, không thay đổi. Như vậy cái nhận xét thứ hai, cái chú ý thứ hai là cái nhiệt lượng là không thay đổi, nhiệt lượng thu vào, nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là không đổi. Và ta gọi Q1 là nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi dùng R1. Tương tự, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi dùng R2. Còn Q3 là nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi R1 nối tiếp R2. Và Q4 là nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi R1 song song R2. À, ta đây là xét 4 trường hợp. Và qua hai cái nhận xét là Q bằng Q thu và quy thu thì không đổi. À, từ đây ta sẽ đưa ra được cái hệ thức Q1 bằng Q2 bằng Q3 bằng Q4 bằng quy thu. Tại vì bỏ qua mất mát nhiệt thì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào. Có nghĩa là nhiệt lượng tỏa ra Q1 bằng nhiệt lượng thu vào, nhiệt lượng tỏa ra Q2 bằng nhiệt lượng thu vào, và do cái quy thu này không đổi vì thế
Q1 bằng Q2 bằng Q3 bằng Q4. Đây là một cái tính chất quan trọng. Và nếu mà ta không đưa ra được cái tính chất này thì các em không thể nào tìm được cái thời gian đun sôi trong mỗi trường hợp. Rồi, bắt đầu ta tiến hành. Đầu tiên thì ta xác định nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi dùng R1 và khi dùng R2. Ta chọn công thức U bình chia R nhân T. Vì ở đây đề bài người ta cho biết là U không đổi. Và do Q1 và Q2 bằng nhau, à, từ đó ta suy ra được U bình chia R1 nhân T1 bằng U bình chia R2 nhân T2. Hai vế này đều có U bình phương. Ta rút gọn. Như vậy ta ra được một cái hệ thức. Em mang T1 từ vế trái, em chuyển sang vế phải và chia. Mang R2 lên. Như vậy ta có T2 trên T1 bằng R2 trên R1. Và đến đây ta chỉ việc thay T1, R1, R2 thì em tính được thời gian đun sôi cái lượng nước đó khi dùng dây R2. Kết quả là 15 phút. Vậy thời gian đun nó khác nhau, nhưng mà nhớ nhiệt lượng để đun sôi nước là như nhau. Tương tự, ta xét trường hợp thứ hai. Nếu bếp sử dụng cả hai dây và hai dây R1, R2 mắc nối tiếp, à, thì lúc này ta xác định điện trở tương đương của bếp là 10 ohm. Và ta cũng xác định nhiệt lượng tỏa ra của bếp khi dùng R1 và R2 nối tiếp nhau. Q3 bằng U bình chia R nối tiếp nhân T3. Ta thay số. Như vậy Q3 sẽ bằng U bình chia 10 nhân cho T3. Và do Q1 bằng Q2 bằng Q3. Như vậy ta có thể cho Q3 bằng với Q1. À, như vậy ta cũng rút ra được hệ thức giống như bên bên đây. Trường hợp thứ nhất. Ta rút gọn cái U bình phương và ta suy ra được T3 trên T1 bằng R nối tiếp trên R1. Thời gian đun sôi kèm thay số là 25 phút. Như vậy trong trường này thời gian đun sôi nó tăng lên. Trong trường hợp R1 song song R2 thì hướng dẫn kèm về nhà làm tiếp phần này. Các em cũng làm giống như trường hợp khi R1 nối tiếp R2. Tức là ta đi tính điện trở tương đương khi R1 song song R2. Rồi ta cũng xác định nhiệt lượng tỏa ra của bếp là Q4 bằng U bình chia R song song nhân T4. Ha. Và các em cho Q4 bằng Q1. Cách làm tương tự. À, thì các em sẽ tìm được thời gian đun sôi là T4 bằng 6 phút. À, cho nên là muốn đun nhanh thì ta phải dùng trường hợp R1 mắc song song với R2. Và tất nhiên khi mà đun sôi nước nhanh như thế này thì công suất tiêu thụ của bếp nó sẽ tăng lên và điện năng tiêu thụ cũng tăng lên. Thầy giới thiệu thêm bài số 6. Một ấm điện có công suất 1200W được dùng để đun sôi 1,6 lít nước. Nước có nhiệt độ ban đầu 25 độ C, nhịp dung riêng. Thời gian đun nước là 8 phút 45 giây. Câu A, tính hiệu suất của ấm. Câu B, ấm điện được dùng để đun nước mỗi ngày một lần, tính tiền điện phải trả trong một tháng. Và câu C, em hãy cho tìm hiểu, trình bày và so sánh về những ưu điểm và hạn chế của hai loại nước uống đun sôi để nguội và nước uống bán sẵn trong chai hoặc bình. Thì em thường em đi học thì có những em là mang nước ở nhà là nước đun sôi để nguội,
để mang vô trường để uống. Rồi có em thì đi ngang qua những cái cửa hàng này khi mua sẵn cái chai nước. À, như vậy hai cái loại nước uống đun sôi để nguội và nước uống bán sẵn, nó có những ưu điểm và hạn chế gì? Thì sở dĩ thầy giới thiệu cho em thêm cái bài này là vì nó có cái tính thực tế, nó tính thực tế. Thì ở câu A, cách tóm tắt thì cũng giống như những cái bài trước nha. Từ thể tích ta suy ra khối lượng, là ta biết được độ tăng nhiệt độ, thời gian đun sôi thì kem đổi lên giây. Ở câu A là tính hiệu suất của ấm điện, thì như những bài trước, ta đi tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước. Áp dụng công thức V1 bằng MC delta T. Nhiệt lượng tỏa ra của ấm Q bằng P nhân T. P người ta cho rồi. Như vậy ta tính được Q1, tính được Q. Như vậy ta tính được hiệu suất của ấm H bằng Q1 trên Q, chia ra bằng 0,8, đổi ra phần trăm là 80%. Ở câu B, tính tiền điện phải trả trong cái việc đun sôi nước này trong 1 tháng. Như vậy liên quan đến việc tính tiền điện thì ta phải tính được điện năng mà ấm tiêu thụ trong 1 tháng. Trước hết thì ta đi tính điện năng tiêu thụ của ấm khi mỗi lần đun sôi 1,5 lít. Cứ mỗi lần đun sôi 1,5 lít. A bằng Q bằng 630.000 joule. Ta đổi ra kWh để ta tính tiền điện là 0,175 kWh. Rồi. Mỗi lần đun sôi tốn một lượng điện năng là 0,175 kWh. Như vậy số tiền phải trả trong 1 tháng T bằng gì? Điện năng là 0,175 là mỗi lần, và ta nhân cho 30 ngày này, và nhân cho số tiền điện 1 kWh. Như vậy tổng số tiền phải trả trong việc đun sôi lượng nước này trong 1 tháng là 8.400 đồng. Mình cảm thấy là số tiền này nó rất nhỏ, chi phí không đáng kể. Đến đây thì ta mới thấy được cái ưu điểm cũng như là cái hạn chế của việc sử dụng nước đun sôi để nguội hoặc nước uống bán sẵn. Em chia làm 2 bên. Một bên là nước đun sôi để nguội. Thì ưu điểm là gì? Ưu điểm mà các em dễ nhận thấy nhất là chi phí không đáng kể. Chi phí chỉ có 8.400 đồng. Vậy là về ưu điểm, thì đương nhiên là khi mà mình đun sôi là đảm bảo được vệ sinh và tiết kiệm được cái chi phí. Đối với nước uống bán sẵn thì có ưu điểm là gì? Là tiện lợi, dễ sử dụng, không cần phải nấu nước. Em ở ngoài nó bán sẵn từng chai, bỏ tiền ra mua, không mất thời gian để mình phải đun sôi. À, đó là về mặt ưu điểm. Về mặt hạn chế của nước đun sôi để nguội thì ta phải mất thời gian để ta chuẩn bị, ta phải đun sôi. Nhưng mà đối với nước uống bán sẵn thì cái khuyết điểm này rất quan trọng, là liệu ta có biết được là nhà sản xuất người ta có đảm bảo được vệ sinh của cái loại nước uống bán sẵn hay không? Tại vì ta đâu có thấy người ta sản xuất nước, người ta mình chỉ thấy được người ta bán sẵn từng chai đó. À, như vậy là liệu có đảm bảo được vệ sinh hay không? Và thứ hai, ta thấy là 1 tháng cái tiền điện ta chỉ trả là 8.400 đồng, mà bây giờ ta mua một chai nước có thể là mất 10.000 đồng. À, như vậy là
chi phí nó sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng nước đun sôi để nguội. Thì cái bài này nó không khó, nó chỉ có ý nghĩa thực tế liên quan đến kiến thức mình đã học. Thì vừa rồi là thầy đã chia sẻ một số bài tập về định luật Joule và nội dung của chủ đề hôm nay cũng là cái nội dung cuối trong chương 1. Và sau cái chủ đề này tuần sau thì ta sẽ ôn tập chương 1. Và sau cái phần ôn tập chương 1 là các em sẽ kiểm tra giữa học kỳ. Vậy cho nên là cũng ngay từ bây giờ là các em chuẩn bị ôn tập lại những kiến thức mình đã học, các công thức từ định luật ôm cho đến nhiệt lượng cũng khá nhiều, xem lại các dạng bài tập để ta thực hiện cái bài kiểm tra giữa học kỳ đạt kết quả tốt nhất. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.